Tiên phong đưa giống vịt biển về nuôi tại địa phương, anh Duẩn ở xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải đã tạo ra mô hình chăn nuôi khác biệt. Loại thủy cầm này có sức đề kháng cao và có thể sống ở 3 môi trường nước mặn ngọt lợ. Tính toán và học hỏi thêm kinh nghiệm, anh quyết thực hiện chăn nuôi khoa học để tạo ra được sản phẩm sạch. Chúng tôi xây dựng cho mình một cái quy trình chăn nuôi riêng. Ví dụ như chúng tôi đưa cái chế phẩm em tỏi vào trong cái công thức để đưa cho vịt ăn. Và hơn nữa thì cái chất lượng thức ăn chúng tôi thay đổi theo mùa vụ và nhiệt độ. Ví dụ như hôm nay 40 độ thì chúng tôi cho ăn cái công thức ăn khác, ngày mai 30 độ thì chúng tôi phải cho ăn cái loại thức ăn khác, thì thế nó mới đảm bảo được yếu tố chất lượng sản phẩm. Kiên trì theo cách chăn nuôi khoa học thôi vẫn chưa đủ, thị trường cũng là vấn đề mà anh phải trăn trở và nghiên cứu. Thế rồi bằng cách bền bỉ theo chiến lược kinh doanh, hãy để khách hàng cảm nhận và tin tưởng, anh đã thành công. Hiện sản phẩm của anh được cung cấp tại các nhà hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt sản phẩm của anh còn được công nhận danh hiệu thương hiệu vàng nông nghiệp. Khách hàng thì tin tưởng về chất lượng, cho nên cái nhu cầu để tiêu dùng cái sản phẩm này lúc nào cũng luôn luôn thiếu. Hiện nay thì chỉ đáp ứng được 40% so với nhu cầu thị trường. Đến nay là có 55 trên 58 thành viên tham gia. Những hội viên tham gia này thì được tiếp cận khoa học kỹ thuật. Thì trừ chi phí đi rồi thì thu nhập bình quân thì mỗi một năm là từ 50 đến 60 triệu đồng trên người trên năm. Với phương pháp chăn nuôi bài bản khoa học, mỗi năm anh Duẩn thu lãi hàng tỷ đồng. Thành công từ mô hình này, anh Duẩn đã được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.